Ừ, ông coi bỏ nhậu đi nha. Cái ông kế bên nhà mới mất ngày hôm qua đó. Sao mất? Thì ngày nào ông cũng nhậu, ít á thì ông uống một ly, nhiều á thì uống cả lít. Người nhà ta khuyên bảo ông hoài mà ông có nghe đâu. Vậy mà ông mất năm bao nhiêu tuổi? Thì mới 99 nè. Ai uống mà? Ai chi cho biết nữa. Trời ơi. Coi có ông chồng nào như ông không? Lương á thì có 3,5 triệu một tháng nè, mà vợ đẻ không dám xin nghỉ một ngày nữa. Đàn ông gì đâu mà tệ hề dữ không biết. Alo, sếp ơi sếp. Mà như giờ em nghỉ ngày, sếp trừ nhiêu tiền sếp? Tiền 100 ngàn chứ nhiêu. Vậy sếp cho em nghỉ hết tháng nha sếp. Mà lương tháng em 3,5 triệu, cuối tháng cũng còn được 500. Sếp chuyển khoản thẳng qua cho em luôn sếp. Thẳng qua cho em luôn sếp. Ủa? Tự nhiên nghỉ tháng mà được 500 luôn ta? Không làm mà cũng có ăn luôn. Ủa, vậy mà hớm à. Vô mắm rồi vợ ơi. Ừ, mày nhắc tao mới nhớ. Tao còn mấy cái điện thoại cũ trỏng kìa, mà tao không có xài tới. Mày mua không? Tao bớt cho. Bớt là bớt nhiêu? Mày lỡ mắt rồi tiền đâu tao mua? Trời ơi, mắt đâu mà mắt. Tao bớt mày 25% luôn đó. Thôi đâu. Rồi cái này mày giảm tao nhiêu? 25% hả? Ừ. Rồi cái này 25% luôn. Ừ, đúng rồi. Rồi còn cái này 25% luôn vậy? Ừ, thì 25%. Vậy là ba cái mày giảm tao 75%. Mày còn cái nữa không? Mày đưa tao luôn đi. Còn cái tao đang xài nè. Ở đây. Vậy là 4 cái mày giảm tao 100% nha. Vậy thôi tao về à. Ủa? Rồi tiền tao đâu? Tao bán mà. Ừ, thì mày bán. Tao mua mà. Chứ tao có xin mày đâu. Thì tao bán cho mày. Mà tiền tao đâu? Thì đây nè. Một cái mày giảm tao 25% đúng không? Cái này 25. Cái này 25. Cái này 25 nữa. Rồi 100% rồi. Thì mày giảm tao 100% rồi. Thì thôi. Tao đi về. Cũng đúng. Ủa mà sao mình thấy hơi cấm cấm ta? Tụi tiền mát điện thoại đâu? Người điện thoại của tôi đâu rồi trời? Ủa cái thằng này. Ê, chịu đời nổi không mọi người? Hôm qua em mới đặt trên mạng cái bộ dụng cụ hỗ trợ làm khô quần áo bằng năng lượng mặt trời. Xong rồi bữa nay biết nó gửi em gì không? Gửi em 4 triệu. Thấy tức không mọi người? Tức gì mà tức. Cái có 100 chứ nhiêu. Rồi phơi đi. Mau khô móc bình thường đó. Mau khô móc bình thường đó. Mày đừng có mua điện thoại của ông Tư làm chi. Mày mua điện thoại của tao đây nè. Mày bán mắc hơn ổng gần 200. Mà mua cái gì? Vậy chứ điện thoại tao giá trị hơn. Mà tao bán mày giá đó là rẻ lắm rồi đó. Điện thoại giống như thịt nhau. Mày giá trị hơn là sao? Vậy chứ điện thoại không thay màn hình chưa? Điện thoại tao thay 3 cái màn hình rồi đó. Điện thoại thay màn hình? Vậy là mắc gin luôn rồi. Gin gì mà gin. Mày thích cái gin mà xài 3 năm hay mày thích cái máy mới mà xài mới thay màn hình 3 tháng? Ừ, cũng đúng ha. Mà trong khi đó tao thay cái màn hình một cái là 1 triệu đó, mà ba cái là mày tính 3 triệu chưa? Giá trị hơn cái ổng không? Ừ, vậy thôi để tao qua tao nói ổng, để ổng không đợi tao nữa à. A few moments later. Ủa mày về đó hả? Nè điện thoại mày nè. Thôi tao mua của ổng luôn rồi. Rồi sao điện thoại tao giá trị hơn mày mày không mua? Mày nói mày qua mày hỏi ổng hả? Khùng. Điện thoại mày giá trị sao bằng điện thoại của ổng? Điện thoại mày thay màn hình có 3 lần hả? Điện thoại của ổng thay màn hình tới 6 lần. Thì điện thoại đâu giá trị hơn? Chán.